Sát khuẩn rửa vườn cho cà phê ở Đắk Lắk, phục hồi và phân hóa tạo mầm hoa cho cà phê sau thu hoạch. Cái món rửa vườn này sẽ sử dụng trước cái bộ phục hồi và tạo mầm hoa này 17 ngày nhé. Sử dụng cái này trước, 7 ngày sau sử dụng cái này sau. Sử dụng ngay sau khi mình thu hái xong. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Cái món sát khuẩn rửa vườn này sau khi thu hoạch xong ấy, với cây cà phê thì các anh chị dùng khoảng tầm 200 đến 300 lít tùy theo từng trường hợp nhé. Cây đang hoa hoặc là cây đang có nụ hoặc chưa nụ thì nó sẽ dùng khoảng từ 2 đến 300 lít nhé. Còn khi cây đang trong thời kỳ mà cây đang còn có trái ấy, thì dùng khoảng tầm 400 lít nhé. Các anh chị có thể là liên lạc với em qua cái số ở trên màn hình đây, em sẽ hướng dẫn cách sử dụng cụ thể hơn tùy vào từng trường hợp của cây nhé. Và 7 ngày sau khi thu hoạch, dùng này trước xong 7 ngày sau là mình sẽ dùng cái bộ này vào để giúp cho cái cây cà phê phục hồi nhanh và nhanh lấy lại sức, và đồng thời nó tạo mầm hoa cho cái mùa hoa mới này nhé. Cung cấp cho cây phục hồi, cung cấp dinh dưỡng cho cây mau chóng phục hồi và để tạo mầm hoa mới nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.